cho bạn Nguyễn Hoàng Minh Trang, Trang Linh lớp 4N 4 trình bày. Chọn bài này. Con xin chào các bậc phụ huynh, con xin chào các thầy cô, các bậc phụ huynh và toàn thể các học sinh trường tiểu học Ban Mai. Con tên là Trang Linh, con học lớp 4A4. Tình yêu quê hương đất nước luôn là nguồn cảm hứng của các bài hát hay, và Mái đình làm biển là một trong số đó. Và sau đây con xin trình bày bài Mái đình làm biển.